một lần điểm bàn thì tôi biết là rất xuống cúi xuống cúi xuống bên trái này thì lột cột lên chứ cứ cóc rồi qua rồi bị dính này bàn bốn thì bây giờ tới 24 bây giờ nó tái lại khoảng lần lần thứ tư này. Và đặc biệt là nằm xuống đi thì không sao đi vào nhưng mà nằm xuống ngồi dậy thì nó lại đau gì nó bị xúc ra rồi không bị sao. Ôi ra này học lớp nào lớp này à, rồi bây giờ đi lại đi đi thì vào không thì anh cứ đi anh cứ đi ngồi làm bình thường đi rồi bây giờ nằm đi anh nằm anh coi nằm cái tư thế là mình bị anh nằm thử coi khi nằm thì làm vậy rồi vậy không nổi vậy nó nổi nhưng mà cái từ từ thì nó vẫn đau ok rồi tôi lấy dễ bây giờ đi ông có tập tạ không dạ không tập yoga yoga tập yoga mà kỳ gì cha yoga phải ngon chứ thầy sao vậy đó ok rồi đẩy đây lên nữa đó mọi người thấy hơi cứng nhau rồi thứ đây thôi rồi đổ bên đây rồi phải luôn đó bị rồi thường là tại sao mà biểu đo cái đó không tại vì cái cột sống lưng á là nó bị trục trặc và khi mà bị trục trặc á thì nó ảnh hưởng luôn cái đó mình làm không được mà chỉnh cái cột sống lưng á mà nó vô rồi cái đó tự nhiên trở lại liền rồi nhà đâu liền nhà ở cũng được mà ông tập yoga vậy mà tay chân đồ ngon lành vậy nè hả dạ rồi nghe gì về hưu rồi hồi làm bao nhiêu điều đứng thành á làm gì làm bao nhiêu điều đứng thành đang mà ông đi bún lậu đứng không về hưu rồi đứng thì đứng võ sư đây này đứng quá đẹp tôi tưởng mới rồi tôi nhìn tôi tưởng ông tập tạ yoga hồi lớp 10 tới giờ hồi dưới vậy để tăng tới bây giờ mà học cái chương trình cốt sống lưng cốt sống lưng không có yoga sống lưng làm yoga nhưng mà có nhiều khi yoga tập là cũng bị trục trặc như có nhiều người bị tập yoga bị trục trặc cái này tôi thấy hoài ha bởi vậy ở mình gặp nhau là có duyên rồi đó mình gặp thầy đỡ duyên rồi chính là cái giọng cười thầy giọng cười vẫn nhớ đó ngồi trên bàn cái đây cũng chính xác quá đã luôn đó, cái này đã được xong rồi nằm đi cái này mới đã nè chỉnh là thôi dạ dạ vì gì đó là mọi người biết đó là cái cột sống ấy, khi mà nó bị bệnh á mà mình không có chỉnh lại cột sống nó lại thì nó cứ bị đi bị lại hoài chính xác rồi cứ bị đi bị lại hoài bởi bên đây ấy, là làm máy là từ đầu em là một tay em đẩy giùm hai bên hông giùm đây tôi sẽ chỉnh cái lưng nó lại bắt phải buộc phải có nha hôm nay nhìn nhìn đói rồi thầy giỏi dễ được á quá đã luôn quá đã sao biết ở đây là tới dạ trên mạng rồi điều mạng điều mạng chứ trên mạng đây nó ở đây vô rốt qua sao tỉ nó liền bài học đi vô ngay liền rồi học vui không hồi nãy là chỉnh cái L4, L5 nhưng mà cái khó nhất là L5 X1
À, cái đó là bị đi về lại hoài, cho nên bữa nay xử luôn cái một. Còn quay với ai nữa? Dạ. Quay với ai nữa đúng không? Dạ. Rồi, quay với ai nữa? Là từng gấp á. Dễ mà. Từ sáng tới trước đó rồi. Nhưng quay rộng lên kia. Lên kia hả? Rồi. Rồi. Cái này vẫn còn chút xíu. Quay lại. Ờ, cũng hồi nãy chú rồi. Không, còn chút xíu. Bây giờ mình chỉnh lại thêm chút nữa. Đúng không? Nhưng mà nếu mình làm hết thì ông này ông đi mất sao? Tại vì nó thay lại. Đây, ông này mới sướng nhất, thấy ông ấy khủng khờ, thấy ông tỉnh táo rồi. Dạ. Không, cái quan trọng là gì mà. Không, sướng hay thôi. Sướng 7 trẻ ha. Nhâm thiền mà dạ. Trẻ ha, kinh đi. Ông là lớn hơn tôi 2 tuổi. Dạ, 67. Ông ấy là bằng tuổi ông anh 2 thôi. Dạ. Ôi trẻ em. Đấy, trẻ ra mà. Không có người yêu đời. Còn là thầy với có làm phải không? Quá đã. Ba cái con trẻ. Xin thầy phải không? Ồ, cửa hỏng. Đúng rồi, vô rồi. Vô hết rồi. Chỉ cái là phải chờ một chút thôi. Ờ, cái tay chút. Làm lại. Rồi. Ồ. Okay. Ồ. Rồi, quán ơi! Rồi, về vui nè. Rồi, rồi. Okay. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125800 2299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123218 6688 hoặc 0983581652.